Đây. Nè. Nhí theo đi. Nhí theo. Cái con này mình bán về Bắc Ninh rồi này, con trắng nè, là nó lanh hơn con này, con trống nó lanh hơn. Đi lại đi. Nữa con nó có lại không? Nó lại cùng mồi đó, nó lại cùng mồi đó. Nó lại cùng mồi đó, nó lại đó, nó lại đó. Nữa. Trời. Trời. Các bạn có nhu cầu thì alo cho mình nha, qua số điện thoại 0916773574 hoặc 0918773574 nha bác. Cái con này là mình đã bán rồi nha, người ta đặt cọc với mình rồi nha, người ta gửi tiền rồi. Chỉ 26 này là mình gửi chim đi thôi. 26 này, 25 là mai người ta chuyển tiền, mốt là mình đưa nó đi. Xin chào các bác, hẹn các bác clip sau nha.